Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay trong rất nhiều những cái xe sẵn giao tại Hyundai, trong đó có Tucson tiêu chuẩn này, Accent bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, rồi Hyundai Creta và Santa Fe, thì em xin giới thiệu đến quý anh chị chiếc xe Creta, đây là phiên bản đặc biệt màu trắng, cũng là sẵn giao ở tại đại lý em. Thì trong video này thì em xin phép báo giá Hyundai Creta các phiên bản để cho anh chị có thể nắm được chính sách giá và chạy thuế thời điểm tháng 12 năm 2023. Thì Creta có 3 phiên bản. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn, em đang bán với mức giá đó là khoảng 900 em xin lỗi bản tiêu chuẩn bán mức giá là 598 triệu, phụ kiện tặng kèm đó là phim kích nhiệt, trải sàn da cho quý anh chị, bọc vô lăng và ví da, phim thì dán tất cả các kính, là phim New Sun của Mỹ. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng ngoài 630 một chút. Bản đặc biệt thì đang bán mức giá khoảng 643 đến 645 triệu. Lăn bánh thì tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang của bản đặc biệt thì rơi vào khoảng ngoài 680 một chút. Còn phiên bản cao cấp, cao cấp ở đây em bán là 690 triệu. Lăn bánh thì khoảng tầm khoảng 730 triệu. Vâng. Đến nội thất của Creta thì anh chị có thể thấy là với cái tông màu nội thất là màu đen chủ đạo này. Có phần trần làm phần màu kem sáng. Rồi có những cái chi tiết mạ bạc cũng như là mạ chrome. Đó, một thiết kế trẻ trung hiện đại. Nội thất của xe thì đây là bản đặc biệt thì sẽ nổi bật những cái thông số như là có trang bị 8 loa Bose này. Loa Bose là thương hiệu loa của Mỹ. Đó, có chất lượng nghe giống như loa Bose của đàn anh Tucson vậy. Ở Hyundai thì có các loại loa như là loa bình thường thì được trang bị trên i10 Accent, loa Bose thì được trang bị trên Creta, bản đặc biệt, bản cao cấp, và Tucson thì bản tiêu chuẩn thì không có loa Bose, còn tất cả các bản khác đều có loa Bose. Còn Santa Fe tất cả các bản được trang bị loa Harman Kardon. Cùng khởi động máy lên một chút thì phiên bản đặc biệt này trên cái vô lăng bốn chấu bọc da này thì sẽ có là một chút mạ bạc này, rồi sẽ có những cái phím bấm như là phím đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ điều khiển bằng giọng nói, ga tự động cruise control, hệ thống đèn tự động được trang bị cho cả 3 phiên bản. Rồi đến chiếc màn hình đa thông tin này thì là màn hình LCD bình thường, có hiển thị công tơ mét và vòng quay của động cơ. Đây, đặc biệt là vào chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì anh chị có thể thấy là hiển thị đầy đủ các thông tin, như là ví dụ như vào map này, đó sẽ có đầy đủ những thông tin như là giới hạn tốc độ này, rồi bao nhiêu km, bao nhiêu mét nữa đến cái biển báo cho người đi bộ, rồi có thể tìm lộ trình, anh chị có thể tìm những cái lộ trình cho cái bên map này sẽ hướng dẫn cho anh chị. Đây là do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, gọi là bản đồ Navitel định vị dẫn đường. Đèn nổ start top thì được trang bị cho cả 3 phiên bản. Rồi hệ thống điều hòa tự động trang bị cho phiên bản đặc biệt và cao cấp, bản tiêu chuẩn thì vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Cổng sạc USB, rồi tọc sạc, rồi các cái cổng tai xi. Phần cần số thì Creta được trang bị một cái cần số em đánh giá nó khá là tốt. Nó nhìn ưng mắt và có thiết kế cầm nắm rất là thể thao. Số hộp số của Creta là động cơ 1.5 dẫn động với hộp số IVT vô cấp cho tăng tốc tốt hơn và tăng giảm tốc mượt mà, và đặc biệt là hộp số này nó có kết cấu kim loại cho nên là độ bền của nó rất là tốt. Đến với phần phanh tay điện tử và dự phanh auto hold thì cũng được trang bị cho cả 3 phiên bản. Cái này cũng là một cái ưu điểm vượt trội của Creta so với các đối thủ. Hệ thống đèn của bản đặc biệt thì đã được trang bị đó là đèn LED. Đó, đèn LED thì có ưu điểm là sáng hơn, tuổi thọ cao. Tuổi thọ đèn rất là cao. Vâng. Ghế da thì phiên bản ghế da của bản đặc biệt thì là ghế da giống bản tiêu chuẩn, còn phiên bản cao cấp thì ghế da hai hàng ghế trước được trang bị tính năng là sưởi làm mát. Vâng.
Cũng mời anh chị đến với cả hàng ghế thứ hai đi. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome. Đến phần la răng thì la răng của ba phiên bản đều được trang bị với kích thước đó là 17 inch. La răng của bản tiêu chuẩn thì là la răng đúc, còn đây phiên bản cao đặc biệt và cao cấp thì là la răng phay xước. Cả miếng đã xuất lốp thì cũng được trang bị cho cả ba phiên bản. Đằng sau thì cũng được trang bị loa bâu cánh cửa nha anh chị, rồi cửa gió điều hòa hàng ghế phía sau. Đó, kèm theo một cái cổng sạc luôn. Hàng ghế sau thì ngồi với cái trần này rất là cao. Trần cao cho nên là cái độ rộng rãi thoải mái hàng ghế sau thì không phải bàn rồi. Độ ngả lưng ghế cũng cực kỳ là tốt. Đó. Khoảng để chân rộng. Có đèn. Đó, có đèn. Hàng ghế sau thì cũng có bệ tì tay anh chị ạ. Bệ tì tay có móc khóa Isofix cho ghế trẻ em. Rồi đến với phần cốp sau. Phần cốp của xe thì đây, xin nói phần đuôi xe trước. Phần đuôi xe thì được trang bị. Em sẽ bật đèn lên cho anh chị. Đó, phần đuôi xe trang bị đèn hậu dạng LED, rất là cá tính. Anh chị nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Và có hỗ trợ 3 cảm biến lùi và một camera lùi. Có thông số, đây là thông số nhiên liệu. Đường trường là hết 5,3 lít này, đường trong đô thị là 7,6 lít và đường kết hợp có 6,1 lít thôi. Một mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt cho một chiếc xe phân khúc hạng B tầm cao. Vâng, cốp của Creta rất là rộng. Anh chị có thể thấy là cái thể tích này có thể chứa được khá là nhiều đồ. Vâng. Có đèn ở cốp này và loa, loa bâu thì được trang bị cho phần cốp này giúp âm thanh nó lan tỏa đều hơn. Thì Hyundai Creta là một chiếc xe gầm cao ở phân khúc B bán chạy nhất trong phân khúc có các tháng tại thị trường Việt Nam. Thì anh chị hãy nhanh tay gọi điện và để sở hữu cho mình một chiếc xe có giá lăn bánh từ khoảng hơn 600 đến khoảng hơn 700 triệu. Đấy, trong thời điểm giảm lệ phí trước bạ. Bên em có hỗ trợ giảm tối đa, hỗ trợ vay tối đa là 80% giá trị xe và tỷ lệ vay, thời gian vay tối đa là 8 năm. Mấy anh chị sẽ gọi điện trực tiếp để em có thể báo cáo chi tiết về cái chính sách ưu đãi cũng như là khuyến mại phụ kiện. Thì cảm ơn quý anh chị đã theo dõi channel của Hùng Xe Hơi. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.